Phi Phụng bị chục cảnh sát Mỹ bao vây, tịch thu hộ chiếu vì nói một câu ở sân bay. Mới đây, diễn viên Phi Phụng và Phương Dung đã có chuyến đi Mỹ cùng nhau. Tuy nhiên, ngay khi vừa đặt chân đến sân bay Mỹ, cả hai nữ nghệ sĩ bất ngờ gặp phải sự cố. Câu chuyện dở khúc dở cười này được nghệ sĩ Phương Dung chia sẻ trên trang cá nhân. Phương Dung chia sẻ, tôi phải mua cho chị Phi Phụng một cái vali mới vì cái vali của chị ấy cũ quá rồi. Chỉ vì cái vali đó mà sức nữa chúng tôi bị hải quan Mỹ lấy hộ chiếu rồi trả về Việt Nam, không cho nhập cảnh rồi. Cái số chị Phi phụng lạ lắm. Lần nào đi nước ngoài cũng có vấn đề. Không bị hải quan Việt Nam hỏi thì sẽ bị hải quan nước ngoài hỏi. Làm ảnh hưởng tới tôi luôn. Bị tịch thu hộ chiếu của cả hai người. Tôi sẽ chọn cái vali trẻ tiền thôi. Sau một thời gian chọn lựa, nghệ sĩ Phương Dung đã chọn cho đàn chị một chiếc va li có giá trị 45 đô. Sau khi về đến khách sạn, Phương Dung chia sẻ tiếp, tôi và chị Phi Phụng vào đến sân bay Mỹ, tôi vừa chết in xong đã không nhìn thấy chị ấy đâu. Tôi tưởng chị ấy nhập cảnh rồi, một lúc sau lại nhìn thấy chị ấy bị đẩy ra chỗ hành lý. Tôi ra gặp chị Phi Phụng thì chị ấy kêu bỏ quên vali nhỏ trên xe đẩy rồi. Tôi phải gọi cho nhân viên để nhờ tìm hộ. Lúc đó, đường băng hành lý đã hết, chỉ còn vali hành lý của tôi với chị Phụng nhưng là vali to chứ không phải cái vali nhỏ bị thất lạc. Nhân viên đòi cho xem vé máy bay để soi xem có đúng tên trên vali hành lý không thì đúng là tên chị Phi Phụng. Nhưng chị Phi Phụng lại hiểu lầm, tưởng người ta nhầm vali to đó là vali nhỏ chị ấy đang tìm nên hô lên là không phải. Thành ra, bên nhân viên lại nghĩ chị Phi Phụng mang đầu cống ở vali, nên mới từ chối nhận đó là vali của mình. Họ lập tức gọi an ninh sân bay tới, mười mấy người kèm theo cả cháu nghiệp vụ tới gửi hết vali lại ngửa sang Phi Phụng. Tôi đứng gần chị Phi Phụng nên cũng bị kiểm tra luôn vì họ nghi ngờ hai người liên quan tới nhau. Tiếp đó, an ninh sân bay đem hộ chiếu của hai đứa tôi đi luôn rồi đòi cho kiểm tra hành lý. Tình huống này rất sợ vì bên Mỹ chỉ cần họ thấy nghi ngờ là đuổi mình về nước luôn, không cho nhập cảnh. Nghe vậy, nghệ sĩ Phi Phụng liền đáp lại, tao nghe rõ đấy dung tặng người ta cái gì thì phải tặng cho có tâm một chút nếu xấu đi nói xa, xa xa nói gần nàng nghe hết theo phương dung nghệ sĩ phi phụng bỏ quên hành lý ở sân bay khiến cảnh sát mỹ nghi ngờ là hàng cấm và cho cháu nghiệp phụ người xung quanh nữ nghệ sĩ sau đó phải trình hộ chiếu và trả lời câu hỏi từ cảnh sát mất một hồi giải thích bằng tiếng mỹ họ mới được cảnh sát ở sân bay trả lại giấy tờ cho đi nghệ sĩ phương dung hài hước nhận định chắc cảnh sát mệt mỏi khi nghe dung nói tiếng anh tiếng có tiếng không cô kể thêm Phi Phụng tối ngày chỉ nói no no. Người ta hỏi hành lý của cô phải không? Cô nói no no, thế là cả chục cảnh sát ù đến. Về phần mình, nghệ sĩ Phi Phụng cho biết, khi bị cảnh sát ở sân bay giữ hộ chiếu, cô sợ xanh mặt và phải nhờ Phương Dung giải cứu. Thậm chí, để giúp bạn giải xui, nghệ sĩ Phương Dung còn bỏ ra 50 đô la, hơn 1,2 triệu đồng mua và mới cho Phi Phụng. Dưới phần bình luận, nhiều khán giả và đồng nghiệp như Bình Tinh, Hà Trí Quang, Diễm Hương bình luận hỏi thăm tình hình của hai nghệ sĩ, đồng thời chúc họ có chuyến lưu diễn bình an, suôn sẻ. Trước đó, Phương Dung chia sẻ ảnh chụp cùng Phi Phụng tại sân bay ở Việt Nam và cho biết cả hai có chuyến lưu diễn ở Mỹ. Hai chị em bắt đầu cuộc hành trình đến Mỹ. Sáng sớm chị em gây nhau vì lộn giờ hẹn ra sân bay, chuyến đi này đừng gây nữa nha, tôi cho bà ở Mỹ luôn đó, Phương Dung hài hước viết trên trang cá nhân. Tại sân bay, Phi Phụng than thở vì liên nước cam 200.000. Theo đó, trong lúc ngồi chờ ở sân bay, nghệ sĩ Phi Phụng có lấy trong hành lý ra hai chiếc cốc nhựa dùng một lần để đi lấy nước uống. Nghệ sĩ Phương Dung thấy vậy, liền ngăn cản, bỏ xuống đi, chỉ mà làm vậy là đội ngũ nhân viên bán hàng ở đây người ta mắng đấy. Thế đằng chỉ muốn uống nước, nghệ sĩ Phương Dung liền đi mua hai cốc nước cam và mời Phi Phụng uống một cốc. Phi Phụng cầm cốc nước cam uống và khen ngon, liền hỏi giá tiền. Phương Dung tiết lộ giá tiền một cốc nước cam là 200.000 đồng, Phi Phụng giật mình hỏi lại, "Cái gì?" một ly là 100 nghìn, hai ly là 200 nghìn đó à. Phương Dung nhắc lại, một ly nước cam là 200 nghìn, hai ly là 400 nghìn đồng. Lúc này, Phi Phụng thúc lên, giữ vậy, tao với mày uống một ly thôi, trả lại một ly đi. Phương Dung đáp khùng hả bà, người ta trao bill rồi còn trả cái gì. Phi Phụng tiếp tục bày cách, hay là cầm ly nước cam ra đó đứng, ai mua thì nhường cho người ta lấy lại tiền. Phương Dung vội ngăn lại, thôi thôi, mình là nghệ sĩ mà làm vậy kỳ lắm chị Phụng. Phi Phụng cầm cốc nước cam xó TXA nói, trời ơi, hôm trước tôi đi quê thấy người ta bán cam trẻ bèo, có 5.000 đồng 1 kg, giờ vào đây 200.000 một ly. Đáng lẽ mua một ly hai đứa uống được rồi. Trời ơi, mắc quá. Nãy uống ngon, giờ hết ngon rồi, nghe số tiền mà ngán. Phương Dung phải động viên đàn chị, mình đi nước ngoài mà, giờ phải uống hết đấy, đừng bỏ. Nhiều khán giả tỏ ra thích thú khi thấy nghệ sĩ Phi Phụng có tính cách khá bình dân và gần gũi, tiết kiệm. Được biết, hiện tại ngoài công việc đi diễn, nghệ sĩ phi phụng vẫn làm sữa chua ở nhà và rao bán. cô còn không ngại đem sữa chua ra chợ bán cho bà con xung quanh. không hề nghĩ mình là nghệ sĩ, sống khá bình dân. được biết, phương dung và phi phụng dự định đi diễn và tham thú các địa điểm ở mỹ như california, washington dc, san jose, san francisco, new york, texas. chuyến đi này kéo dài trong 18 ngày, được phương dung mô tả là như vậy show vậy.